chúng ta lại gặp nhau ở vòng thi số 9 của Olympic khối lớp 7. Các em chuẩn bị nháp và máy tính vào túi. Bài thi số 1. Chọn các ô tăng dần. Rồi bài này chúng ta cần nháp bên cạnh lên nha. Rồi, ta cùng giải nào. Sáu mươi thì nó là 60 rồi. Giá trị nhỏ nhất của một cái trị tuyệt đối thì sẽ bằng 0. Số đường thẳng đi qua hai điểm phân biệt thì là một đường thôi. Rồi giá trị của biểu thức này thì các em thực hiện phép trừ thôi. 1/3 mà đem trừ cho 1/2 thì nó bằng -1/6. Như vậy giá trị tuyệt đối của nó sẽ bằng 1/6. 1/6 là nó cỡ bao nhiêu hả? Em đổi ra số phân luôn. 0,1666 chu kỳ. 0,16 chu kỳ. Rồi tiếp tục, số đo độ của góc A. Số đo độ góc A của tam giác ABC, các em lưu ý là góc A trừ góc B thì bằng 18 độ. Còn góc B trừ cho góc C thì bằng 18 độ luôn. Như vậy là sao? Giờ các em phải nhớ tới định lý tổng ba góc của tam giác thì nó sẽ là bằng A cộng B cộng C thì bằng 180 độ ha. Đó là cái mấu chốt. Các em viết ba công thức ra đặt cạnh nhau để tìm cái sự quen thuộc, tìm đường đi. A cộng B cộng C thì bằng 180 độ. Trong đó A đem trừ cho B thì bằng 18, B trừ C cũng bằng 18. Vậy các em có thể dùng phương pháp thế thôi. Trong toán học nó có một cái phương pháp rất hay là phương pháp thế đó. Đây, thầy có ba cái này cộng lại 18. Thầy tạm thời bỏ cái dấu góc đi nha. Các em tự hiểu được không? Rồi, giờ theo đề á, thì người ta cho là A trừ B là bằng 18. Từ đây thầy suy ra cái gì? Suy ra là A nó sẽ hóa thành là 18 cộng B nhé. 18 cộng B. Tương tự, B trừ C bằng 18. B trừ C bằng 18. Các em sẽ suy ra là C bằng gì? B trừ 18. Các em đem thế xuống đây thôi, không? Thế xuống đây. A ta đổi thành 18 cộng B này. Đó. Còn B ở giữa thầy để nguyên. Còn C thầy lại biến đổi thành là B trừ 18, thấy không? Và công thức A cộng B cộng C bằng 18 thì nó đổi thành công thức mới. Mà chỉ còn một cái nhân tố chưa biết thôi, đó là góc B ha. Rồi 18 mà trừ cho 18 là hết nè. Còn B cộng B cộng B là thành 3 lần B đó. 3 lần B bằng 18 thì góc B nó sẽ bằng bao nhiêu, các em thử biết rồi ha. Sẽ bằng 18 chia 3 là 60 độ. Còn A là sẽ bằng 18 cộng B, tức là 18 cộng 60. Vậy A sẽ bằng bao nhiêu? 78. Đó, rất đơn giản. Tiếp tục, ta qua câu tiếp theo. Người ta bắt tính góc A là thầy tính xong rồi ha. Số giá trị x thỏa mãn công thức này thì x nào cộng 1 tính giá trị đối xong nó cũng bao giờ cũng lớn hơn -10 các em nhé.
cái này người ta cho làm nhiễu này, người ta cho làm thừa thôi. Thực ra chúng ta chỉ quan tâm tới cái nhánh này thôi. Giá trị tuyệt đối của x cộng 1 làm sao nhỏ hơn 35 là được. Còn kết quả tính giá trị tuyệt đối thì bao giờ mà chả lớn hơn số âm 10 không? Như vậy là các em phải tìm những x cộng 1 nhỏ hơn 35 không? X cộng 1 mà nhỏ hơn 35 thì có bao nhiêu số x? Ở đây cái đề nó không chuẩn các em nhé. Nếu mà số giá trị của x thì có vô số, mình đếm không hết đâu. Vì x có thể là số hữu tỉ bất kỳ mà. Theo thầy hiểu thì ở đây người ta có thể hiểu là x là số nguyên đó. Số nguyên ha. Chứ nếu số hữu tỉ thì có biết bao nhiêu giá trị, làm sao mà mình đếm được. À, như vậy x cộng 1 nhỏ hơn 35 thì x phải nhỏ hơn 34. Có bao nhiêu số nguyên nhỏ hơn 34? Cái này đếm sao hết ta? Nhỏ hơn 34 thì nhiều lắm à. Nhưng mà phải lớn hơn, lớn hơn trừ trừ 34 trừ 35 cái nhé. Đây đây, chỗ này thì quên mất. X cộng 1 bé hơn 35 thì các em suy ra x cộng 1 nó sẽ bị kẹt giữa 35 và trừ 35 đó. Biết điều này là số này nhỏ hơn 35 mà lớn hơn trừ 35 thì lúc tính giá trị tuyệt đối ra nó mới nhỏ hơn 35 các. Vậy từ đây mình sẽ có x sẽ làm sao? Trừ 36 thì nhỏ hơn x và x sẽ nhỏ hơn 34. Như vậy trong vùng này á là có rất nhiều số ha. Nhưng mà mình phải để ý tới cái chuyện là x cộng 1 tính tuyệt đối xong phải lớn hơn 10 nữa cơ. Lớn hơn âm 10 nữa cơ. Như số âm 10 là nhiều đúng không? Số nào mà tính tuyệt đối xong chẳng lớn hơn âm 10. Vậy mình tính trong vùng này thôi. Là có bao nhiêu số em đếm thử. Vậy là x sẽ bằng gì? X sẽ bằng âm 35 nè. Rồi âm 34 nè. Cứ như vậy cho tới 33. Từ âm 35 tới âm 1 á là có 35 số rồi. Còn từ 1 tới 33 là có 33 số nữa. Đó. Và thêm số 0 nữa các em. Thêm một số nữa. 35 cộng 33 cộng 1 là 69. À, vậy là có 69 số thỏa mãn. 69 số thỏa mãn. Rồi tiếp tục. Số đo của góc x phải OY phụ với góc YX, hai góc phụ nhau là cộng lại bằng 90 nha. Vậy nó sẽ bằng 34. 34 cộng 56 là sẽ là 90 đó. Rồi số hữu tỉ bé nhất thì cái số âm 5 phần âm 6 là số dương rồi. Còn lại 3 số còn lại thôi. Bây giờ nó lại gắn dấu âm vô. Âm 2 phần 3, âm 4 phần 5 và âm 7 phần 4. Thì các em coi thì số nào bé nhất ha. Thì các em bỏ mấy dấu âm đi. Các em coi 2 phần 3, 4 phần 5 và 7 phần 4 số nào lớn nhất là được. Thì thầy thấy 7 phần 4 là lớn nhất. Bởi vì tử lớn hơn mẫu đó. Vậy âm 7 phần 4 sẽ là bé nhất nha. Âm 7 phần 4 là bé nhất. Như vậy đó chính là âm 1,75. Tiếp tục.
là giá trị lớn nhất của bài này. Thì bài này cũng đơn giản thôi. Các em sẽ tách A ra ha. Giờ thầy sẽ tách A như sau cho các em dễ hiểu nè. A lớn sẽ bằng gì? X bình cộng 1 cộng 149. Ở dưới là x bình cộng 1. Rồi nó tách ra nó sẽ bằng 1 cộng cho 149 phần x cộng 1. Thì số 1 này vĩnh viễn không thay đổi rồi. Vậy bây giờ A thay đổi là do cái phân số này thôi ha. Thì phân số này ta đang muốn nó càng lớn càng tốt. Để A này lớn nhất có thể đó mà. Một phân số tử không thay đổi mà mẫu thay đổi. Vậy phân số này muốn lớn nhất thì mẫu phải bé nhất các em. Mẫu bé nhất khi x bình này bé nhất là bằng 0 ha. X bình là luôn luôn lớn hơn tồi nhất bằng 0 mà. Thì tóm lại là cái mẫu này bé nhất là bằng 1. Thì lúc đó cái phân số này là lớn nhất là bằng 149 ha. 149 mà cộng 1 thì nó sẽ là bằng 150. Tóm lại A lớn nhất là bằng 150. Bài cuối cùng, tổng số đo của ba góc ngoài à, thì cũng bằng 0.8 thôi em. À xin lỗi, từ từ nha. Ba góc ngoài là nó sẽ kề bù với ba góc trong. Rồi cứ một cặp trong ngoài là bằng 0.8. Vậy thầy sẽ nhân lên 0.8 nhân cho 3 là bằng 5.4. 5.4 mà trừ cho ba góc bên trong là 0.8. Thì ba góc ngoài sẽ bằng 360 kìa. Em hình dung ra không? Này, thầy nói về cho dễ hiểu nè. Một tam giác thì mình vẽ thêm vài góc ngoài đi. Góc ngoài thứ nhất này, góc ngoài thứ hai này, góc ngoài thứ ba ha. Hai góc này cộng lại 180. Hai góc này cộng lại 108, hai góc này cộng lại 108. Như vậy là 6 góc, 3 trong 3 ngoài cộng lại là 108 nhân 3 là 5.4. 5.4 mà trừ đi 3 góc bên trong là trừ cho 108 thì còn lại 360. Vậy 3 góc bên ngoài cộng lại bằng 360 các em nhé. Rồi giờ ta chọn số tăng dần. Đầu tiên dĩ nhiên là số âm rồi. Chọn này. Đó là số nhỏ nhất. Rồi tới số 0. Rồi tăng dần lên tới 0 phải mấy đây nè. Rồi tới 1 à, 1. Rồi giờ toàn số lớn không. Giờ tới số 34. Rồi tới 60. Rồi tới 69. Rồi tới 78. Rồi tới 150. Và cuối cùng 306. Ta hoàn thành bài toán. Rồi ta qua bài thi số 2. Cho x bằng trừ 5 thì cũng thế rồi, cũng tính rồi. Trừ 5 bình là 25. 25 nhân 6 cộng cho 5 bằng 155. Rồi cái này nó sẽ bằng 3, căn chính là bằng 3.
rồi n nó sẽ bằng bao nhiêu? 64 là 2 mũ 6. B thuộc đồ thị hàm số y bằng 2x. Tung độ của điểm B tức là y đó các em, y bằng 6 thay vô đây. Y bằng 6 thì x sẽ bằng 6 chia 2 là bằng 3. Các em nhớ hoành độ là x, còn tung độ là y nhé. Nhưng tiếp tục 2x 3y 4z thì các em lấy bộ chung nhỏ nhất của 2, 3, 4 là bằng 12. 3 lượng này bằng nhau thì khi chia cho 12 cũng sẽ tạo thành 3 lượng mới bằng nhau. Thì các em đặt 12 vào chân của 3 cái lượng này rồi rút gọn thì đây sẽ ra 6, đây sẽ ra 4, còn đây sẽ là ra 3. Rồi 2 lũy thừa, 2 lũy thừa lẻ bằng nhau thì hai cơ số bắt buộc phải bằng nhau. Còn hai lũy thừa chẵn, hai lũy thừa mũ chẵn bằng nhau á, bằng nhau số mũ á, thì hai cơ số là bằng nhau hoặc là đối nhau. Thì ở đây là lẻ để cho vậy 2x trừ 3 sẽ bằng 5, thì 2x sẽ bằng 8, x sẽ bằng 4. Bây giờ giá trị tuyệt đối thì không thể nào nhỏ hơn không được đâu. Như vậy người ta cho nhỏ hơn bằng không là người ta đánh lừa mình đó. Tức là chỉ còn tình huống xảy ra là cái này bằng không thôi. Nghĩa x sẽ bằng 10 chia cho 2 phần 3 là bằng 15 đó các em. 10 chia cho 2 phần 3 chia lại nha. Đúng 15 luôn. Rồi cái này mình dùng máy mình giải cho lẹ các em. 1 phần 2 cộng 1 phần 3 cộng 1 phần 6 hình như là 1 hay sao? Thầy nhớ không lầm. Đúng luôn. Như vậy là 1x cộng 1 bằng 0 thì x sẽ bằng âm 1. Bar x bằng 2y, vậy có nghĩa là x sẽ bằng x phần 2 là sẽ bằng y phần 3 đó ha. Như vậy là ta có x là 2 phần, y là 3 phần. Vậy các em đặt x bằng 2k y 3k rồi thay vào đây mình tính thôi ha. Cái này rút gọn là ra gì? X phần y z nhân cho z x phần y, z rút với z, vậy là ra x bình trên y bình thôi nha, là bằng x trên y tất cả bình. Cái này thực ra là x trên y tất cả bình, mà x trên y bằng 2 phần 3 rồi, vậy x trên y tất cả bình sẽ bằng 4 phần 9. Tiếp tục giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất nhé. Đây, max người ta ghi lộn thành min đó kìa, min người ta ghi lộn max. Giá trị nhỏ nhất của cái ngoặc đơn là sẽ là 5. Lúc đó cả cái này nhỏ nhất là 25. 25 cộng 10 nhỏ nhất là 35 thêm nhé. Rồi ta qua bài thi số 3. X và y tỷ lệ nghịch thì hệ số tỷ lệ sẽ là tích của x và y. Cái này các em học rồi ha. Tỷ lệ nghịch thì hệ số tỷ lệ là tích của hai giá trị x và y tương ứng. Còn tỷ lệ thuận thì nó sẽ là thương của hai giá trị đó ha. Cái này nhân lại thì bằng 1. Số nguyên nào lớn hơn âm 2/3 và nhỏ hơn 3/4? Chỉ có số 0 thôi. Rồi hai tam giác này bằng nhau thì hai góc tương ứng sẽ phải bằng nhau. Góc A bằng 45 thì góc M sẽ bằng 45. M bằng 45 mà P bằng 60, vậy còn góc N là lấy 180 trừ 45 trừ 60 là 75. N bằng 75 thì góc B cũng bằng 75. Okay. Y tỷ lệ thuận với x theo hệ số tỷ lệ là 1/2
thì x sẽ tỷ lệ thuận ngược lại với y theo hệ số nghịch đảo của k, tức là bằng 2. Cái này lý thuyết luôn ha. Rồi 0,43 thì dùng máy tính cho các em coi nè. Nhiều em không biết cái chức năng này rất là phí nè. Trên máy tính nó có một cái chức năng đổi số thập phân chu kỳ ra phân số tối giản nè. 0,43 alpha chu kỳ 34 ha. Thì bằng đây. Phân số tối giản có tử là 4291 nha. 4291. Tiếp tục câu 6. Góc B 70. Góc C 30. Như vậy góc A các em tính ra ngay là 80 liền. 180 trừ thôi. Thì phân giá góc A cắt cạnh BC tại D. Khi đó góc ADB thì phân giá của góc 80 sẽ chia ra thành hai góc con là 40 với 40 ha. Muốn tính góc ADB. Muốn tính góc ADB thì các em dùng định lý tổng ba góc trong tam giác ABD nhé. Lấy 180 trừ 70 trừ 40 là còn lại 70 thôi. Tiếp tục cho tam giác ABC có góc A bằng 80 độ, hai tia phân giác trong của góc B và góc C. Bài này mình đã làm ở vòng trước rồi, thầy không có làm lại nữa đâu ha. Thì góc BEC sẽ bằng 180 trừ cho 80 là ra tổng hai góc dưới là 100. 100 chia đôi là ra 50. Vậy tam giác BEC có tổng hai góc nhỏ là 50 thì còn lại góc BEC là 130. Các em xem lại bài giải ở vòng trước nha, thầy giảng rồi, không giảng nữa. Bài 8 là bài ngược lại với bài 7. Cho tam giác ABC các phân giác cắt nhau tại Y, các phân giác góc B cắt nhau tại Y nè. Trong đó góc A là bằng 110. Như vậy Y cái bài kia luôn, Y bài 7 luôn chứ không phải ngược nữa các em. Rồi lấy 180 trừ 110 là được tổng hai góc dưới là 70 chia đôi là bằng 7, 35. 35. Như vậy là góc BIC sẽ bằng 180 trừ 35 là bằng 145. Bài cuối cùng làm câu 10 trước đi thì dễ. Em lấy hai cái đó trừ nhau. 12 chia cho âm 21 mà trừ cho âm 8 trên 14. Kết quả bằng 0, như vậy là chúng bằng nhau. Trả lại bài này. ABC khác nhau. Và thỏa điều đó. Tính cái kia này. Rồi bài này chúng ta dùng tính chất dãy tỷ số bằng nhau các em. Giờ các em chú ý là phần bảng nháp nè. Giờ thầy sẽ có gì? Thầy có A phần B ha. A phần B cộng C thì nó sẽ bằng những gì? Nó bằng B phần A cộng C và bằng C phần A cộng B. Vậy áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau đi. Em lấy ba cái tử còn lại A cộng B cộng C ở mẫu là BC cộng AC cộng AB là bằng hai lần. Hai lần A cộng hai lần B cộng hai lần C. Hãy dùng tính chất phân phối luôn. Như vậy cuối cùng nó sẽ bằng 1/2 các em. Rút gọn mà. Như vậy là gì? Từ đây suy ra
trên b cộng c 1 phần 2 thì mình đảo lại thôi. B cộng c trên a sẽ bằng 2 phần 1, tức là bằng 2 đó. Rồi b cộng c trên a bằng 2, rồi a cộng c trên b cũng bằng 2, a cộng b trên c cũng bằng 2, rồi 2 cộng 2 cộng 2 thì bằng 6 các em nhé. Thì đáp án sẽ là 6, 2 cộng 2 cộng 2 bằng 6. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong bài thi. Tạm biệt các em. Hẹn gặp lại các em ở vòng thi tiếp theo. Là chúng ta đã hoàn thành xong. Ủa sao thầy, hình như thầy gõ lộn một câu rồi các em nhé. Em coi lại, hình như câu 6, câu 8 gì đó. Em coi lại kỹ giùm thầy nha. Rồi rút kinh nghiệm, mình phải lưu ý mắt, phải luôn luôn chú ý vào màn hình nha chứ. Đó là một kinh nghiệm á. Rồi tạm biệt các em, hẹn gặp lại.